Sáng nay mùng 7 tháng 6, hơn 95.000 thí sinh lớp 9 đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông 2018. Mặc dù tình hình giao thông đầu giờ sáng khá ổn định do các thí sinh đến trường làm thủ tục và bước vào kỳ thi sớm, nhưng tới buổi trưa khi kết thúc bài thi, lượng lớn phụ huynh đón con em ngoài cổng trường đã khiến một số tuyến phố rơi vào cảnh ùn ứ cục bộ, cộng thêm không khí nóng bức đã làm cho tình trạng này càng thêm căng thẳng. Với tâm lý sốt ruột, lo ngại tắc đường, nhiều phụ huynh đã đưa các sĩ tử đến các điểm trường từ rất sớm để chủ động hơn về mặt thời gian, đảm bảo con em mình không bỏ lỡ kỳ thi quan trọng năm nay. Cố gắng bằng với giá nào đó cũng phải đến đây trước 15 phút chứ không để. Là vì đường xá bây giờ nó giao thông tắc nghẽn, nhưng bác phải cố gắng là đi sớm để mình đi được nó nhanh. Giao thông ùn tắc thì các bậc phụ huynh cũng đưa đón cho con em mình đến đi thi thì đi rất sớm, và ở phường cũng tổ chức bố trí công tác để bảo đảm an toàn giao thông và chẳng tránh ùn tắc giao thông. Các lực lượng an ninh của phường và của thanh tra giao thông cũng đã hướng dẫn điều phối nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trong ngày thi hôm nay. Kết thúc buổi thi, tình trạng phụ huynh đón con em ở ngoài cổng trường đã làm một số tuyến đường, điểm trường trong các tuyến phố nhỏ ùn tắc cục bộ, cộng thêm thời tiết oi nóng với nền nhiệt khoảng 38-39 độ C, khiến giao thông tại đây càng trở nên áp lực. Được biết, thời tiết tại thủ đô sẽ duy trì nền nắng nóng từ 35-40 độ C trong vài ngày tới, lại trùng khớp với kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 diễn ra trong 3 ngày. Dự báo, giao thông tại Hà Nội sẽ tiếp tục căng thẳng hơn vào thời điểm cuối giờ sáng và giờ chiều khi các sĩ tử kết thúc môn thi và được các bậc phụ huynh đưa đón trở về nhà để chuẩn bị cho những môn thi tiếp theo.